Hi, xin chào các bạn, và hôm nay thì có rất nhiều bạn yêu cầu quyền cập nhật giá về dòng điện thoại iPhone tại Thế Động Điện Máy Xanh. Tại vì iPhone 14 ra mắt rồi thì những dòng điện thoại iPhone như iPhone 11, 12 và 13 thì chúng ta sẽ có những mức giá rất là ưu đãi trong thời điểm hiện tại tại Thế Động Điện Máy Xanh. Và ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ làm một video cập nhật giá cho các bạn xem về dòng điện thoại iPhone các bạn nha. Đây là dòng điện thoại iPhone 11 phiên bản 64GB với mức giá hiện tại là 14.990.000 các bạn. Chúng ta sẽ được giảm 3.500.000 các bạn nha. Và chi tiết hơn nữa thì Quyền sẽ truy cập vào website của Thế Động cho các bạn xem chính xác hơn. Tại website Thế Động thì chúng ta sẽ có mức giá giảm chỉ còn 11.490.000 các bạn ha. Rất là ok, đây là một trong những mức giá rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn trong thời điểm hiện tại dành cho chúng ta. Nếu mà các bạn nào muốn có nhu cầu mua thì có thể inbox trực tiếp cho Quyền ha, theo qua group Zalo hoặc là app Zalo của Quyền ha. Quyền sẽ tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí và sẽ kiếm những cái dòng sản phẩm nào có mức giá ưu đãi nhất có thể cho các bạn. Rồi, mình sẽ qua đến với dòng điện thoại iPhone 12. iPhone 12 tại shop thì chúng ta sẽ có mức giá là 19.990.000. Đây là bản 64GB các bạn. 64GB. Với mức giá của dòng điện thoại iPhone 12 tại thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ được giảm 3.500.000, và mình sẽ cập nhật giá trên website cho bạn xem luôn. Tại website Thế Động Điện Máy Xanh thì chúng ta sẽ có mức giá giảm chỉ còn 15.990.000 và chúng ta sẽ được hỗ trợ gốc không lãi suất các bạn nha. Đây. Đó, còn rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác kèm theo nữa các bạn. iPhone 12 có rất là nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn, chỉ còn 15.990.000 các bạn nha. Giá gốc là 19.990.000, giảm đến 20% nữa các bạn. Rồi, tại shop thì Quyền còn cây màu xanh nha. Shop Quyền hiện tại còn cây màu xanh. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu đến dòng điện thoại iPhone 13. Tại shop thì có iPhone 13 Pro Max các bạn. Đây là phiên bản iPhone 13 Pro Max thì còn 3 màu cho chúng ta lựa chọn: xanh ngọc, vàng và màu xanh lá và màu xám. Ha. 4 màu luôn. Đủ màu cho chúng ta lựa chọn luôn. Đối với dòng điện thoại iPhone 13 phiên bản 128 tại thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có mức giá giảm chỉ còn 19.490.000 các bạn, dành cho giá shop online các bạn nha. Rất là tuyệt vời. Đây là phiên bản iPhone 13 128GB. Tại ở khu vực Trà Vinh nha, khu vực Quyền cập nhật ở khu vực ở Trà Vinh nha các bạn nha. Rồi, đến với phiên bản 128GB. Đối dòng iPhone 13 Pro Max thì mức giá sẽ là bao nhiêu đây? Hiện tại tại shop là 33.990.000 và chúng ta sẽ được giảm 5.500.000 các bạn. Đó, rất tuyệt vời. Và Quyền sẽ cập nhật giá trên web cho các bạn xem. Trên website Thế Động Điện Máy Xanh thì chúng ta giảm chỉ còn 27.490.000 các bạn. Nó có hỗ trợ gốc 0% lãi suất các bạn nha. Đó, tuyệt vời. Có 4 màu để cho chúng ta lựa chọn luôn. Tại shop Quyền hiện tại là có 4 màu. Đây là màu xám, màu xanh ngọc, màu vàng và màu xanh lá luôn các bạn nha. Có 4 màu để chúng ta lựa chọn. Rất là tuyệt vời. Các bạn nào đang quan tâm đến dòng điện thoại iPhone ha, thì có thể truy cập ngay website thelong.com hoặc điệnvesan.com và có thể inbox trực tiếp cho Quyền, Quyền sẽ tư vấn chi tiết các bạn. Và chúng ta có thể đặt iPhone 14 trước luôn các bạn ơi. Rồi, Quyền sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Các mong video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc cập nhật giá và cũng như chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại Thế Động Điện Máy Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.